Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenil Dature của Hàn Quốc. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Nó là một trong những sản phẩm của tập đoàn Samsung Farm. Như các bạn cũng đã biết đấy, gan là bộ phận rất quan trọng trong cơ thể chúng ta. Nó giúp chúng ta thanh lọc đi cơ thể và giải trừ các độc tố trong cơ thể, đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt đối với các anh, khi các anh sử dụng rượu bia, tức là các anh đang cho rất nhiều các cái chất độc hại vào trong gan của mình. Có phải là sau mỗi lần say thì các anh sẽ thường thấy đau đầu, chóng mặt hay là mệt mỏi, đúng không ạ? Nếu mà nặng hơn thì tình trạng mệt mỏi của chúng ta sẽ kéo dài. Có người thì còn bị tiêu chảy nhẹ do ngộ độc rượu, rồi mất nước, mất khả năng tập trung, dễ cáu kỉnh hay phản xạ rất mạnh đối với ánh sáng. Đấy là những dấu hiệu, nó báo hiệu rằng gan của chúng ta đang suy giảm ạ. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của nước bổ gan Hovenil Dature của Hàn Quốc. Nó sẽ là một giải pháp rất tốt để bảo vệ cho lá gan của chúng ta. Thứ nhất, nước bổ gan Hovenil Dature nó giúp chúng ta giải độc gan, giải độc các độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, nên tức là nó giúp chúng ta thanh lọc cơ thể ạ. Nó hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như là xơ gan, gan nhiễm mỡ, chức năng gan kém. Đối với những người mà thường xuyên phải tiếp khách như các anh, các đấng mày râu ạ, thường xuyên phải tiếp khách, thường xuyên phải uống rượu, thì nước bổ gan Hovenil Dature sẽ là một giải pháp rất tốt cho chúng ta, bởi vì nó giải trừ các độc tố trong rượu, nó giải trừ các chất độc hại trong rượu để tránh các chất độc hại đó gây ảnh hưởng tới thần kinh của chúng ta, là một yếu tố rất nguy hiểm cho chúng ta đấy ạ. Còn đối với chị em phụ nữ, nếu chúng ta sử dụng sản phẩm nước bổ gan Hovenil Dature của Hàn Quốc thường xuyên thì nó sẽ giúp chúng ta có một làn da tươi trẻ, khỏe khoắn, mịn màng, chống được mụn nhọt, và nó sẽ kéo dài tuổi thanh xuân cho chúng ta vì nó còn chống lão hóa nữa. Đấy là toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của nước bổ gan Hovenil Dature của Hàn Quốc. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả nhất nhé. Vâng các bạn, đây chính là sản phẩm nước bổ gan Hovenil Dature của chúng ta. Sản phẩm này của chúng ta thì gồm có 30 gói và mỗi gói 70ml các bạn nhé. Khi các bạn nhận sản phẩm thì các bạn có thể check được cái ngày sản xuất này và hạn sử dụng của sản phẩm ở đây. Mã vạch của sản phẩm thì chúng ta check ở phía góc dưới này. Và sản phẩm phải còn dán tem mác ở hai bên nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc sản phẩm ra để xem bên trong nhé. Đây, bên trong của chúng ta sẽ gồm 6 hộp nhỏ này ạ. Tôi sẽ lấy ra một hộp. Đây là một hộp nhỏ của chúng ta. Trong một hộp nhỏ này thì nó gồm có 5 gói nước như thế này ạ. 5 gói dạng nước đây ạ. Và mỗi gói sẽ là 70ml các bạn nhé. Và cách sử dụng của chúng ta, đấy là một ngày chúng ta sẽ sử dụng 2 gói này. Mỗi và chúng ta uống cho 2 lần, mỗi lần thì chúng ta sẽ uống một gói thôi. Và chúng ta nên ngâm cái này vào trong nước ấm để cho cái nước bổ gan của chúng ta ấm, thì lúc đấy khi mà chúng ta uống ấy thì cái tác dụng của nó sẽ phát huy một cách tối đa. Không nên uống khi còn lạnh, vì uống khi còn lạnh thì nó sẽ không được tốt lắm. Và đối với những anh mà uống rượu ấy thì Ngọc Hoa khuyên là nên uống trước khi uống rượu một gói, và sau khi uống rượu nếu các anh còn đủ tỉnh táo thì các anh nên uống một gói nữa. Còn không thì sau khi anh tỉnh rượu, tức là anh say rồi, sau khi anh tỉnh rượu thì anh nên uống một gói nước bổ gan Hovenil Dature này. Như thế thì nó sẽ làm cho các anh đỡ mệt mỏi và căng thẳng sau cái cuộc rượu đấy. Sản phẩm này thì các bạn không dành cho phụ nữ đang mang thai hay cho con bú uống nhé. Vâng thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nước bổ gan Hovenil Dature của Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất để mang tới tay các bạn, nhằm đảm bảo cải thiện cũng như là bảo vệ sức khỏe của bạn hay chính gia đình các bạn.
khi nhận được sản phẩm của chúng tôi. Nếu như các bạn không hài lòng về sản phẩm, các bạn có thể cho hàng quay trở lại với chúng tôi. Chúng tôi có chính sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Vâng, để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm nước bổ gan Hoven Neutral của Hàn Quốc hay bất cứ một sản phẩm nào khác, bạn có thể truy cập vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến Corashop 24 giờ hoặc là gọi điện ngay theo số hotline của chúng tôi với số 0979 149 256 để được tư vấn và mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.